Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Tôi mở mời... trước khi đến với những thông tin quan trọng. Mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU triển khai kế hoạch chiêu mộ Timber. Macarafford đẩy MU vào thế khó. MU thật sự cần cầu thủ như Hurricane và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU triển khai kế hoạch chiêu mộ Timber. Harry Maguire cũng như Victor Lindelof đều có thể chia tay MU vào cuối mùa giải năm nay họ đều không được Erik Ten Hag sử dụng thường xuyên, qua đó rời đi để có được vị trí đá chính. Ngoài ra MU cũng sẽ chia tay Erik Bailey và Phil với việc để quá nhiều những trung vệ ra đi, MU sẽ buộc phải tìm người thay thế. Theo các nguồn tin từ Hà Lan, Erik Ten Hag đang có ý định kéo học trò cũ Julian Timber từ Ajax về MU trong mùa hè năm nay. Mùa hè năm ngoái Ten Hag từng lôi kéo trung vệ 21 tuổi người Hà Lan và Lisandro Martinez về Oxford. Tuy nhiên ông mới chỉ thành công với cầu thủ người Argentina ít, van Gaal của tuyển Hà Lan khi đó đã khuyên Timber nên từ chối MU, qua đó ở lại Ajax để có hy vọng được tham dự World Cup cùng với tuyển Hà Lan. Chắc chắn lời khuyên của Van Gaal ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định tiếp tục gắn bó với Ajax của Timber. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Van Gaal đã chia tay tuyển Hà Lan và cầu thủ 21 tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một bến đỗ mới ở hè 2023. Timber trưởng thành hơn khi ở lại Ajax với 37 trận đấu cho đến nay, MU hy vọng có thể đạt thỏa thuận trong cuộc đàm phán cùng câu lạc bộ Thành Amsterdam với mức giá 60 triệu euro. Mối quan hệ giữa Ten Hag và cầu thủ đồng hương vẫn rất tốt, đó là lý do MU hy vọng có được điều mình cần. Macarafort đẩy MU vào thế khó. MU đang chứng kiến phiên bản tốt nhất của Macarafort trong mùa giải này khi tuyển thủ Anh ghi 27 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, MU gặp khó khăn trong việc thuyết phục Rafford gia hạn hợp đồng, theo bảo chị Anh, Rashford đang chờ xem điều gì xảy ra với một đội bóng. Hay nói cách khác, anh chờ quá trình Man United đổi chủ hoàn tất trước khi quyết định ký hợp đồng mới. Tuyển thủ Anh thi đấu xuất sắc ở mùa giải này, ghi 27 bàn trên mọi đấu trường. Thế nhưng, tương lai của anh với quỷ đỏ là không chắc chắn. Tiền đạo này đang thu hút sự quan tâm từ PSG. Theo giờ săn, Rashford sẵn sàng trì hoãn cam kết tương lai với MU cho đến khi chủ sở hữu mới của câu lạc bộ được xác nhận. Nhà Glazer thông báo vào tháng 11 rằng họ sẵn sàng cho một thương vụ mua bán tiềm năng. Do Jim Ratcliffe và tỷ phú Qatar tỏ ra quan tâm tới việc tiếp quản đội bóng. Nhưng với việc chủ Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ở lại Old Trafford hay rời đi, điều này có thể đẩy họ vào thế khó. MU được cho là muốn áp đặt mức lương tối đa khoảng 200.000 bảng mỗi tuần để tránh những vấn đề làm hỏng phong thay đồ kể từ khi xã Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Nhưng với việc Ratliffy dự kiến ký bản hợp đồng lớn nhất sự nghiệp, MU buộc phải nhượng bộ. Nếu chủ Qatar đến, rất có thể ngôi sao của MU sẽ được đề nghị mức lương cao hơn và đó cũng là một khả năng xảy ra nếu tỷ phú Anh Sir Jim Ratliffy cuối cùng lên nắm quyền đội bóng thay thế nhà Glazer. Về phần mình, MU hiểu rằng giá trị của Rashford đã tăng vọt trong vài tháng qua. Cầu thủ 25 tuổi này bị chỉ trích ngay từ đầu mùa giải sau khi gặp khó khăn dưới thời Ole Sonsa và Rav Rangnick. Tuy nhiên, với 27 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường, tiên đạo này khiến những người chỉ trích phải cân lặng bằng một số màn trình diễn thực sự đẳng cấp vì điều đấy anh nắm lợi thế lớn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Giao kèo hiện tại của Rafford sẽ hết hạn vào năm 2024 sau khi câu lạc bộ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm và khi mùa giải sắp kết thúc, tuyển thủ Anh được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định thành bại của đội nhà. U đứng thứ ba trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh, nghĩa là họ có cơ hội lớn trở lại C1 sau một năm vắng bóng. Quy đỏ cũng lọt vào tứ kết Europa League và chuẩn bị đối đầu với Sevilla. Đừng quên MU cũng góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất ở FA Cup sau khi đánh bại Fulham. Nhìn chung quỷ đỏ đang thay ra đuổi thịt dưới thời Erik Ten Hag, nhưng trên hết họ phải chuẩn bị cho tương lai. MU chắc chắn không thể mất Rashford khi ấy họ buộc phải trao cho tiền đạo này một bản hợp đồng lớn hơn nhiều so với các cầu thủ khác trong đội hình. MU thật sự cần cầu thủ như Harry Kane. Việc sở hữu những tiền đạo cánh chất lượng cùng dàn tiền vệ giao chất sáng tạo, MU cần cho mình một trung phong có lối chơi đa dạng như Harry Kane giao kèo giữa Harry Kane và gà trống chỉ còn thời hạn một năm. Nhiều khả năng tiền đạo chủ lực của tuyển Anh sẽ rất đáo ra đi để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Hơn ai hết, MU quan tâm đến thông tin này, bởi từ lâu, đội chủ sân Old Trafford vẫn tìm kiếm một tiền đạo hàng đầu như Harry Kane. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo người Anh còn rất sáng tạo trong cách triển khai bóng. Có Kane sẽ là chất xúc tác để những tiền đạo cánh của MU như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Anthony tìm được đối tác ăn ý. Trong trường hợp tuyển dưới MU bị phong tỏa, Kane có thể lùi sâu để đảm nhiệm phát triển nhiệm vụ, phát triển bóng lên phía trên, bởi đó vẫn đang là việc anh làm hàng tuần tại Tottenham. Harry Kane thực sự là dạng tiền đạo toàn năng của bóng đá đương đại. Điểm trừ duy nhất của cầu thủ này có chăng là tốc độ, nhưng nó lại là thứ có thừa tại MU lúc này. Cả Rafford lẫn Anthony đều là những xe đua lắp h một bên hành lang cánh. Nó sẽ là chất xúc tác cho sức sáng tạo của Kane. Đồng thời, đẳng cấp của Kane cũng là thứ sẽ nâng tầm đội hình Eric Ten Hag. Với Rafael Varane, Casemiro, Bruno Fernandes và bây giờ lắp Harry Kane vào, MU sẽ sở hữu trục dọc đẳng cấp thế giới. Tất nhiên, để đem về một cầu thủ như kênh, số tiền bỏ ra sẽ không hề nhỏ, nhưng nếu làm được, chắc chắn giá trị kênh đem lại sẽ là tương xứng với số tiền MU đổ vào thương vụ này. Thương vụ MU đổi chủ đối mặt với nguy cơ đổ bể hoàn toàn. Thương vụ mua lại MU của giới chủ Qatar hay tỷ phú Sir Jim Ratcliffe có khả năng sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn sau những diễn biến mới nhất. Có thông tin cho rằng, cả nhóm Binhamad, Athani và nhóm Ineo của Sir Jim Ratcliffe đều không nộp hồ sơ dự thầu, bất chấp những tuyên bố ngược lại của họ, trong khi một trong hai sẽ dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền mua một câu lạc bộ thể thao. Nhà Glazer đang tìm kiếm nhiều hơn thế. Những người trong cuộc nói rằng, người Mỹ mong đợi trên 6 tỷ bảng Anh. Nếu nhà Glazer từ chối nhượng bộ, khả năng xảy ra vụ mua bán toàn bộ là rất ít. Thật vậy, ngày càng có nhiều lo ngại rằng, những người tìm cách mua câu lạc bộ đang lãng phí thời gian của họ. Một sự bế tắc như vậy sẽ để ngỏ khả năng nhận được những lời đề nghị đầu tư một phần. Mới đây, quỹ đầu tư Elliot Investment của Mỹ, người đã đề nghị tài trợ cho các nhà thầu tiềm năng, đã đưa ra đề xuất của riêng họ về cổ phần thiểu số. Họ là một trong số các nhóm đã được thuyết trình ở Manchester và được cho là rất ấn tượng nên họ quyết định đưa ra lời đề nghị đề nghị của riêng mình. Vẫn còn phải xem liệu nhà Glaser tìm cách bán toàn bộ hay nhận một đề nghị thiểu số chẳng hạn như đề nghị hiện do Ilaus đưa ra. Những người tham gia vào quá trình mong đợi nhận được phản hồi sau khoảng 7 ngày, tuy nhiên có cảm giác rằng giá thầu của họ có thể không được coi là đủ cao và cả giới chủ Qatar và Radlifi đều có thể không tham gia vào giai đoạn tiếp theo. Những ngày tháng vinh quang đang trở lại với MU, MU đang thi đấu khá tốt ở mùa giải năm nay. Quỷ đỏ đánh bại Newcastle trong trận chung kết cúp liên đoàn Anh trên sân Wembley chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 6 năm. Đội chủ sân Old Trafford vẫn còn cơ hội vô địch FA Cup và Europa League. Ở ngoài hạng Anh, MU đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, cơ hội vô địch là không nhiều khi đội đội đầu bảng Arsenal bỏ lại với khoảng cách lên tới 16 điểm. Nhưng Man đỏ tràn trề cơ hội vào top 4, qua đó giành vé dự C1 mùa tới. Ông Vu ở đường chạy ngắn, U Sanbot, một fan cuồng của MU đã lên tiếng cảm ơn Eric Ten Hag. Anh nói: "Điều đầu tiên tôi nói với Ten Hag là lời cảm ơn." Ông ấy đã giúp đội bóng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm, tuy nhiên tôi nghĩ đây chỉ là sự khởi đầu. Ông ấy cho tất cả thấy rằng MU có thể giành thêm nhiều danh hiệu, Ten Hag giúp đội bóng phát triển theo hướng tích cực. Những quyết định của ông ấy đều tỏ ra hợp lý, tôi cho rằng những ngày tháng vinh quang đang dần trở lại sân Old Trafford. Trong khi đó, cựu cầu thủ của MU Park Ji Sung cho rằng đội bóng cũ rất đáng sport xem ở mùa giải tới. Anh nói với k Sport, ông ấy đã rất xuất sắc trong mùa giải đầu tiên, Ten Hag đang giúp MU có thể mang về cho câu lạc bộ những danh hiệu lớn trong tương lai. Cách ông ấy từng bước cải thiện đội bóng thật ấn tượng, tôi đang mong chờ một tiếp theo rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!